Hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những nhân vật phản diện đáng sợ gây ám ảnh nhất trên màn ảnh mà không cần jump scare hay bất kỳ kiểu kinh dị ma quỷ nào, Hannibal Lecter. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục phê phim hóa, nơi chúng tôi tổng hợp các ý kiến trên internet mà chủ yếu là YouTube để nói về các nhân vật điện ảnh. Theo các bạn thì phản diện nào đáng sợ nhất trong điện ảnh và tại sao? Thì hãy comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì vào video. Đầu tiên để xây dựng một nhân vật phản diện như Hannibal Lecter thì đạo diễn đã có một phương pháp giới thiệu hắn ta khá hay, đấy là giới thiệu hắn qua lời thoại của người khác trước khi thật sự hắn xuất hiện. Oh, he's a Pure psychopath. So rare to capture one alive. From a research point of view, Lecter is our most prized asset. câu nói này để khẳng định luôn và xây dựng kỳ vọng của khán giả rằng trong nhà thương điên nơi mà ai cũng có vấn đề về tâm lý thì hannibal lecter là kẻ điên nhất tâm thần nhất méo mó và suy đồi nhất trong những phân cảnh mở đầu có rất nhiều đoạn thoại cũng phục vụ mục đích như vậy để khởi động và làm nóng cũng như là khơi gợi trong tâm trí khán giả về hình tượng hannibal lecter và chính sự khơi gợi này là điểm then chốt vì nếu mà đưa ra một hình ảnh thực tế luôn bất kể là nhìn trông đáng sợ đến mức nào thì cũng có người bảo là Nhìn bà tôi đáng sợ ơn Cái thứ đáng sợ nhất là thứ không nhìn thấy được Và được tưởng tượng ra trong đầu Hồi bé ai cũng bị lấy ông ba bị ra dọa Hoặc là bị dọa bởi Minh Béo gì đấy Nhưng mà nếu bảo là miêu tả ra Thì mỗi người lại miêu tả ông ba bị theo một nỗi sợ riêng của mình Chỉ có Minh Béo là độc nhất và vô nhị thôi Quay lại với Hannibal Lecter Thì trong những phân cảnh tiếp theo Sau khi nói cho người xem bằng lời thoại là Ê, trong cái chỗ toàn mấy thằng điên này Có một thằng điên nhất mà mày sắp gặp nó đấy Thì đạo diễn cho họ xem bằng hình ảnh Cụ thể là khi mà Clarice đi dọc hành lang và đến phòng giam của Hannibal Đầu tiên thì cô gặp một tù nhân trông khá là biến thái nhưng không đe dọa lắm Ít nhất thấy người lạ còn biết cười và chào Như thế này phụ huynh châu Á thích lắm Tiếp theo là một người đàn ông im lặng mà kệ sự xuất hiện của Clarice Cái này thì nguy hiểm hơn Vì ai cũng biết bọn nguy hiểm nhất là bọn cứ im mỉm im mỉm chả nói gì Người thứ ba thì chính là kiểu người mà chúng ta dùng để định nghĩa chữ điên hắn bồn chồn cố gắng vô lấy cô từ phía sau song sắt miệng thì cứ lầm bầm về việc đã ngửi thấy mùi vùng kín của Clarice như thế nào cách sắp xếp ba tù nhân này cho thấy độ điên của cả ba đang tăng dần một lần nữa trí tưởng tượng của người xem lại bị kích thích họ càng mong đợi sự xuất hiện của Hannibal hơn tên tù nhân thứ ba đã điên loạn biến thái đến thế đã là cực hạn đối với mọi người khi nghĩ về độ điên rồi thế thì Hannibal sẽ còn điên đến mức nào với tất cả những kỳ vọng được xây dựng tầng tầng lớp lớp như vậy thì đây là Hannibal hắn ta đứng thẳng giữa nhà tù trông bình thường hơn cả một anh Grab khác với tất cả những gì mà chúng ta đang kỳ vọng trông hắn chẳng có gì đặc biệt nhưng như thế thì nó lại là đặc biệt vì ai cũng bảo hắn là một tên điên nặng cuộc trò chuyện của cả hai sau đó là một cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực bắt đầu từ đoạn này Closer. hannibal yêu cầu cô mang thẻ cảnh sát đến gần hơn trông bề ngoài thì khá là vô hạn nhưng mà cảnh phim này lại khiến chúng ta thấy khá bất an một là do nhạc phim hai là cảm giác clarice đã bị hắn thao túng ngay lập tức đoạn hội thoại tiếp theo của cả hai thì cực kỳ hấp dẫn Clarice muốn hannibal giúp cô điều tra nhưng hannibal thì không Hai bên lại cãi qua cãi lại về quan điểm sống, về việc có giúp vụ án hay không. Xung đột, tranh cãi thì luôn hấp dẫn người xem. Nếu bạn không đồng ý thì lên Facebook mà xem. Nhìn qua thì cảnh này không đáng sợ lắm. Hannibal thì ở sau tấm kính dày chỉ có thể nói mà không thể động tay động chân thế thì đúng là cãi lý với một thằng trên mạng nhưng sau một hồi nâng cao quan điểm xem đi xem lại và suy nghĩ thì sự đáng sợ của Hannibal một lần nữa được thể hiện hắn không phải giáo sư ích nhưng có cùng năng lực thao túng suy nghĩ và cái năng lực này chẳng thể kiểm soát được bằng một cái nhà tù trong hoàn cảnh này Clarice ở trong tư thế bị động cô là người đi cầu cạnh Hannibal giúp đưa ra góc nhìn về vụ án đương nhiên Hannibal là người nắm thế chủ động hắn ta thừa hiểu việc cảnh sát đến hỏi hắn thì có ý nghĩa là vụ án đã bế tắc lắm rồi hannibal trêu đùa thao túng hy vọng của clarice một cách dễ dàng sự bất lực của nữ chính càng làm nổi bật sự đáng sợ của hannibal lecter các góc máy trong phim cũng thể hiện rõ rệt điều này khi bắt đầu cuộc trò chuyện clarice đã ngồi xuống trong khi hannibal thì vẫn đang đứng như thế này thì người ngồi chắc chắn có vị thế thấp hơn rồi trừ khi bạn đang kiểm tra bài cũ điều đấy càng rõ ràng hơn ở những góc máy mà hannibal đang nhìn xuống clarice cho đến lúc hannibal đồng ý giúp đỡ thì clarice đã đứng dậy mặt đối mặt với hannibal thể hiện sự ngang bằng giữa hai bên đoạn này thật ra cũng có thể hiểu là Clarice biết bản thân đến xin sự giúp đỡ nên là chủ động tỏ ra yếu thế trước hắn. Dù sao thì cô cũng là sinh viên xuất sắc nhất khóa, mà chính tay thanh tra ban đầu cũng muốn cô đi để tạo không khí hòa hoãn hơn. Quay lại với Hannibal, khuôn mặt tên này luôn dí sát chiếm toàn bộ khuôn hình, trông đã cực kỳ là áp lực rồi. Còn Clarice, khuôn mặt cô ở xa chỉ chiếm một nửa khuôn hình thôi, điều đó cho thấy cô cảm thấy nhỏ bé hơn và không hề có tí quyền lực nào cả. Nhân vật nào chiếm nhiều không gian hơn thì sẽ thể hiện quyền lực lớn hơn, giống như bọn bắt nạt thì thường to con. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No, you ate yours. Ở đoạn này Clarice đã bật lại được một lý lẽ của Hannibal khiến áp lực của hắn tạo ra vơi bớt đi. Khuôn mặt của Clarice lập tức chuyển vào giữa khuôn hình và lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Lần này cô đã chiếm được một chút thế chủ động. Ánh mắt của Hannibal ngay lúc đó ngừng nhìn thẳng vào Clarice một lúc, thể hiện sự bối rối nhẹ của tên này. Đây là một ví dụ đơn giản về việc dùng thế của nhân vật để gây áp lực lên khán giả. Đấy là lý do tại sao trong phim kinh dị thì nhân vật chính đa số là người thường rồi trẻ em. Trong cái sự bất lực của họ trong lúc gặp nguy hiểm đã thấy sợ rồi. Giống như loạt phim Alien chẳng hạn, mấy con ngoài hành tinh đi bắt nạt một đám thủy quân lục chiến dù là mấy anh này bị tàn sát thật nhưng thân hình đô con lại cầm thêm mấy khẩu súng nữa thì xem phim cũng không thấy kinh dị lắm chỉ gọi là hồi hộp thôi tổng kết lại thì nếu một bộ phim muốn làm cho khán giả sợ hãi thì phải thể hiện được cái thế của các nhân vật ở trong phim chứ không phải là cứ nhét mấy cái hình ảnh kinh dị vào là nó sẽ đáng sợ nhất là khi phần kỹ xảo cgi của bạn đã ít được đầu tư lắm rồi còn bây giờ thì tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại